mày nhá. Và thế là tôi đã bỏ mất điều quan trọng nhất. Ê, hết nước rồi. Tùng cũng đang xem livestream của tôi. Xin chào mọi người nhá, đây là Dương đây. Thì lúc nãy Dương gặp một chút trục trặc nhỏ thôi. Đây là bạn thân của mình, đây là Thúy này. Thế nên ta mới bảo nói dối cũng là một kỹ năng sống. Nhưng mà không biết Tùng có tin không nhỉ? Anh tưởng em ở một mình. Bảo em thật à? Anh còn tưởng là người lạ. Chào mọi người nhá. Em vẫn chưa sẵn sàng. Em không muốn gặp anh à? Có một điều mà tôi không thể nói ra với Tùng. Đó là trong khi mối quan hệ của chúng tôi là giả thì tôi lại thích anh thật. Trong khi Tùng chia sẻ mọi thứ với tôi lại không dám để anh biết mình có một đôi chân không lành lặn. Ê, muốn đi ăn gì không? Ăn đi. Món này đắt tiền đấy. Không phải lúc nào cũng muốn là được ăn đâu. Thế thì ăn tiếp đi này. Thật á? Nhưng mà cậu bảo món này đắt tiền lắm cơ mà. Tôi giàu mà. Ngày mai anh sẽ đợi em ở trước cửa nhà. Nếu không gặp được em, anh sẽ không làm phiền em nữa. Này, ở thế giới của cậu ấy, người ta có yêu nhau không? Tôi cũng không biết nữa. Ở thế giới của tôi, người ta giết những kẻ không quen và kết hôn với những kẻ xa lạ. Chúng tôi không có tự do. Chúng tôi hành động theo sự điều khiển của các cậu mà. Cậu ở với tôi thì cậu được tự do à? Nhưng mà ở với cậu vui. Tôi có nên nói là mình cũng thấy vui hay không nhỉ? Còn tôi thì chả thấy vui gì cả. Tự nhiên phải nuôi một người không đâu như cậu ấy. Cậu nói dối. Tôi thấy cậu cười cơ mà. Cho em gọi anh bằng yêu thương. Tìm kiếm 3D, thế giới kiếm hiệp tình duyên toàn mỹ. Tải ngay trên Google Play và App Store.